Vũng Tàu đi lên thành phố Hồ Chí Minh không có bị kẹt nha. Từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu thì bị ách tắc giao thông nha quý vị. Có thể là chọn đường khác để mà mình đi ha. Cái lượng xe kẹt ở cao tốc Long Thành nha các bạn. Xe kẹt. Nhân Trạch do cái lượng xe của khu công nghiệp ở chạy ra nữa thì chuyến cao tốc Long Thành ở xa xa bạn thấy là đó là ở xa là cái cao tốc Long Thành ha, chân cầu vượt đường cao tốc Long Thành, từ cao tốc Long Thành tụt xuống đi Bà Rịa Vũng Tàu bị kẹt xe ha, từ chân cầu vượt cao tốc Long Thành đi ngã ba Nhân Trạch bị kẹt ùn tắc giao thông ha. Thì quý vị nào có nhu cầu đi lại thì quý vị đi đường khác ha, có thể là mình đi tìm đường khác mình đi ha, thì ùn tắc giao thông ách tắc luôn là do cái lượng xe ở ngã ba Nhân Trạch, lượng xe ở ngã ba Nhân Trạch đi ra thì trên cầu tuột, trên cầu vượt thì nó vượt xong nó tuột xuống thì nó làm ùn tắc giao thông. Quý vị có thể là đi lại hướng khác ha. Một số chia sẻ cùng các bạn trên diễn đàn của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình video của mình. Mến chúc mọi người biết được thông tin về những cái trên đoạn đường giao thông của mình. Bye bye mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.